cả nhà quay lại kênh Quỳnh Quy Bến Tre nhé. Hôm nay thì mình ngày hôm qua là ngày 14 tháng 4 2024, có một cái câu chuyện rất là hay giữa các anh em làm YouTube kiếm tiền từ YouTube, giữa hai bạn là Funny Hùng và Võ Sĩ Lộc. Hai bạn này đang có một cái vấn đề rất là lớn mà làm video để kiểu như là nói những cái gì đó mà nó không tốt về nhau cả nhà. Rồi ok, mình có một số kinh nghiệm để mình chia sẻ cho những anh em làm YouTube cũng như là những anh em chuẩn bị làm YouTube hay là kiếm tiền từ các nền tảng mạng xã hội, giống như là từ YouTube, từ Facebook, từ TikTok hoặc là Twitter hay là các mạng xã hội khác, mà có ý tưởng là để lập team, để cùng nhau xây dựng, cùng nhau nắm tay để kiếm tiền từ YouTube, từ những nền tảng đó. Ở đây mình xin nói hơi nhiều chút nha. Tại vì thứ nhất là mình thì nói chung cái kênh Quỳnh Quy Bến Tre mình nó cũng bé lắm. Mà mình thì nói chung là mình không có quay nhiều về nội dung, mà mình làm cái công việc về dịch vụ cũng như những cái vấn đề khác. Đó. Nói chung là thứ nhất là cũng kinh phí không có nhiều. Thứ hai nữa là nhưng mà mình cũng có quen khá là nhiều kênh lớn. Mình quen khá nhiều kênh lớn và những kênh này hiện tại bây giờ cả nhà, họ còn không còn làm nữa. Họ không còn làm nữa, và những kênh này cũng gần ở gần chỗ mình và cũng ở xa mình cũng đều biết luôn. Họ không làm với nhau nữa. Cũng vì một vấn đề lớn cả nhà, một vấn đề rất lớn, đó là đồng tiền. Mình lấy ví dụ như giờ tiền khi mà làm ra cả đội làm ra thì theo mình biết thì một số anh em sẽ hùng vốn vô cả nhà, giống như hôm nay đi chợ mua món gì thì có bao nhiêu người thì hùng vô, ví dụ như 5 người thì 5 phần hùng, 4 người là 4 phần hùng, 3 người là 3 phần hùng, hùng vô. Còn cái chỗ quay nếu mà người nào mà khá giả hơn, người ta sẽ dựng trò dựng trải gì đó, người ta quay thì cái đó thì có thể người ta tính hoặc không tính tiền ta, nhưng mà cái tiền đi chợ thì phải hùng vô, và đến khi chia thì doanh thu là chia đều và phải được phổ biến và công bố rõ ràng, phải show doanh thu ra ở trên kênh chứ không phải là trên làm những cái file Word hoặc Excel hay là gì đó mà ghi, muốn ghi thì ghi, mà mình phải show analytics, số liệu phân tích của kênh hoặc là Google AdSense doanh thu từ kênh, rồi từ thuế, từ này kia hết, rồi tin nhắn từ điện thoại khi mà tới ngày YouTube trả tiền ở nhà, khoảng ngày 22, 23 hàng tháng. Thường thì YouTube sẽ tổng tiền vào ngày 11 và tới ngày 22, 23 hàng tháng sẽ trả tiền cho mình. Đấy, thì cái quy trình này thì nó cũng đơn giản thôi. Mình nếu mà những anh em đã làm YouTube thì cái quy trình mà nhận tiền YouTube thì nó cũng đơn giản lắm đó nha. Rồi mình quay lại vấn đề chính nha. Hôm nay thì mình thấy ngày hôm qua đáng lẽ là mình tính làm cái clip này để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà cho những bạn, những anh em và những idol hay gì đó, muốn làm idol, muốn người thành người nổi tiếng và muốn có tiền từ mạng xã hội để biết, để rút kinh nghiệm. Thì mình theo dõi từ ngày hôm qua đến nay thì mình thấy có một số vấn đề mình phân tích đi cả nhà. Cái ở đây là bạn Funny Hùng có cái kênh, là theo mình biết thì kênh hình như y cũng khá là lớn đấy nha, hình như 600 mấy ngàn sub á, mà hôm nay thấy nó tụt quá nhiều rồi, chắc là cũng bị này kia quá nhiều, bị công kích hay là bị gì đó, hay là bị bên Võ Sĩ Lộc nói Funny Hùng là không có rõ cái doanh thu, mà nghe nói là chia 82, có nghĩa là Võ Sĩ Lộc sẽ là 2, nhưng mà khi mà chia tiền á thì bây giờ là mới đưa cái Võ Sĩ Lộc á là số tiền nó không có đủ hai cái số 2 đó cả nhà, có nghĩa là ví dụ như cái nhà doanh thu cả nhà một tháng như vậy là ví dụ như là 100 triệu đi thì 82 giờ Sĩ Lộc sẽ được 200 triệu, 20 triệu, còn Funny Hùng được 80 triệu. Nhưng mà cái bản Funny Hùng này thì bạn làm clip đính chính lại thì bạn không có nói rõ về cái vấn đề tiền phải chia như thế nào. Bạn chỉ nói là cái bản Võ Sĩ Lộc này đi theo để quay rồi để này kia thôi, chứ không có quay cái kiểu mà chia doanh thu cả nhà. Có nghĩa là bản Funny Hùng sẽ cho bản Võ Sĩ Lộc bao nhiêu thì cho,
đó, thích cho nhiều cho chứ không có rõ ràng. Mà ông vợ sinh lộc này thì nói chung mình thấy cũng khá hiền ấy, nhưng mà làm sao mà mình đi 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 với kênh lớn mà mình không rõ ràng người ta cho nhiêu cho rồi sao? Rồi đến bây giờ là chắc ông này cũng táo quả lên rồi, thấy ở cái doanh thu nó quá lớn mà ông kia thì ông Phan Đức Hùng thì đã chi tiền thì quá ít đấy, mà nói chung cũng do lòng tham thôi. Ông Phan Đức Hùng này mà nói chung là ngay từ đầu mà rõ ràng cái doanh thu đó nha, ngay từ đầu rõ ràng cái doanh thu và chia cho ông Võ Sĩ Lộc này bao nhiêu đó, và phải có cái và phải có giấy trắng mực đen, cái hợp đồng như thế nào đó, thì câu chuyện nó không đến nỗi như bây giờ. Bây giờ ông Võ Sĩ Lộc ổng đi ổng lên ông làm video ông phót lên ông nói xong Phan Đi Hùng này, thì cái kênh Phan Đi Hùng này chắc chắn theo kinh nghiệm của mình thì trước sau kênh này cũng bỏ thôi cả nhà. Có thể là bây giờ không bỏ, nhưng có thể 1-2 tháng hoặc 1-2 năm sau thì cái lượng người đăng ký người ta sẽ hủy, người ta không có theo dõi và đăng ký kênh nữa, thì cái kênh trước sau cũng bỏ thôi cả nhà. Và bạn Phan Đi Hùng này thì chắc chắn thì bạn cũng sẽ không làm cái công việc gì nữa mà liên quan tới mạng xã hội được nữa, bởi vì kênh bạn rất là lớn và rất là nhiều người biết, mà bạn lập kênh mới đi nữa thì người ta cũng không ủng hộ luôn. Mình nói thật, mình thấy rất là nhiều kênh lớn như vậy rồi, trừ khi mà bạn thuê người hoặc là bạn làm một cái kênh khác mà bạn không xuất hiện trong kênh hoặc bạn không nói chuyện á, thì may ra còn có thể là làm cho kênh lên. Nhưng mà bây giờ mà làm cái kênh YouTube lên rất là khó cả nhà, làm sáng tạo nội dung bây giờ cực kỳ khó đấy. Nói chung thì mình phân tích như vậy, chủ yếu là mình nói cái kinh nghiệm là gì. Các bạn muốn làm kênh YouTube kiếm tiền, hoặc là kiếm tiền Facebook hay TikTok hay bất cứ gì đó mà lập team á, liên quan tới tiền bạc á, thì mấy các bạn như cô chú anh chị là cũng kiểu như là phải rõ ràng ngay từ đầu. Mình có cái câu là mất lòng trước được lòng sau đó nha, có nghĩa là mình rõ ràng ngay từ đầu để sau này mình khỏi bỡ ngỡ. Mình kiếm được 1 đồng thì mình cũng chia đều, mà mình kiếm được 10 đồng hay là mình kiếm được 1 tỷ đi nữa thì mình cũng phải rõ ràng đấy. Còn cái vấn đề mình nói thêm luôn cả nhà, thì trong team tất nhiên sẽ có người hay người dở, sẽ có người thích người không thích, thì cả nhà đừng có mộng tưởng là cái vấn đề là mình sẽ đã thành idol hay là thành người nổi tiếng. Đừng có bệnh người nổi tiếng cả nhà. Mình gặp trường hợp này rất là nhiều nha. Kiểu như là nhiều người comment khen rồi bắt đầu nghĩ là mình là quan trọng trong team, cái đó là sai lầm đó nha, thật sự sai lầm luôn. Chính vì những cái mầm mống như vậy là sau này cái team nó mới tan rã. Ông nghĩ là hai bà đó hay bà đó hay là người đó nghĩ là có mình là cái team nó mới kiếm được tiền, và tối sau thế nào cũng có chuyện đó. Cho nên nếu mà thật sự lập team để kiếm tiền hay là xây dựng nội dung để làm YouTube hay làm Facebook hay TikTok á, là cái lời khuyên của mình á, thật sự mà nói luôn, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Mình cũng hồi xưa từng lập team, cũng từng này kia các kiểu, nhưng mà bây giờ mình ra làm riêng đó nha. Mình ra làm riêng và mình có người này kia là mình bỏ tiền mình thuê luôn cả lương ngày hoặc lương tháng. Lương ngày là cuối ngày trả tiền, hoặc lương tháng là cuối tháng trả tiền, hoặc cuối tuần trả tiền, chứ mình không có làm theo kiểu team như hồi xưa nữa. Đó, mình rất là rõ ràng như vậy. Cho nên là mình cũng khuyên cả nhà để cả nhà có một cái bài học, và đừng có mất thời gian với những cái vấn đề nó không đáng, đúng chưa? Khi mà cái con người mình mà đã có tiền nữa đó, tiền trăm tiền tỷ rồi đó, là cái con người cái tấp nó thay đổi liền cả nhà đó. Cảm ơn cả nhà nha.